Alo, chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Hùng Anh Chứng khoán Thực chiến. Thì như thường lệ thì mình sẽ đi vào review thị trường ngày 24 tháng 2. Thì hôm qua thì Hùng Anh có một chút việc bận nên là không review được cho mọi người cái thị trường ngày 23 tháng 2. Nhìn chung thì thị trường ngày hôm nay thì gọi là sau cái phiên ngày 23 tháng 2 hôm qua là thị trường rút chân lên với cái một lực, gọi là mình đã có khoảng tầm 3 phiên, phiên 21, 22, 23 là 3 phiên là gần như là thị trường là chỉ đánh trong khoảng tầm 15 đến 10 phút cuối phiên. Và đánh với biên độ rất là lớn, khoảng tầm 20 điểm đổ lại. Hôm 22 thì kéo thị trường bị kéo xuống 20 điểm. 10 phút cuối thì bị kéo xuống 2 điểm, hôm 23 thì cũng từ 20 điểm đánh lên về tham chiếu luôn. Đánh rất là, nói chung thị trường đánh rất là cờ bạc bạc bịp. Mọi người ai mất niềm tin vào thị trường này thì cũng đúng thôi, thật sự là như vậy. Như mình thì mình cũng mất niềm tin vào thị trường này. Thì hôm 22 tháng 2 thì mình cũng bảo anh chị em khách hàng, bạn bè của mình ở trong nhóm là bán hết cổ phiếu đi, tại vì là cái cây bùng nổ theo đà nó là thất bại, hai phiên phân phối liên tục, hai phiên phân phối liên tục nó thất bại, cho nên là không thể nào mà giữ lại được số cổ phiếu, bán hết từ những cái cổ phiếu mà mua từ ngày 15 tháng 2 bán hết. Thì hôm qua cái phiên rút chân thì mình cũng không bảo là bảo mọi người bắt lại, trong khi đấy thì mình xem thì nhiều nhận định thì họ bảo rằng là sẽ có, nếu mà có cái phiên rút chân này, nhiều người bảo là có cái phiên rút chân này thì nó sẽ quay lại, nó lấp cái gap 1082. Nhưng thực tế thì mình nghĩ là nếu mà khi mà cái lực cầu cuối phiên được tạo ra không phải là cái lực cầu lớn của nhỏ, không phải cái lực cầu bền vững của nhỏ lẻ, thì kể cả khi mà có bắt được đáy này thì thị trường nó cũng sẽ giảm lại thôi. Và bằng chứng là như hôm nay thị trường là nó cũng đã giảm lại. Thị trường giảm lại hôm nay, thị trường giảm về mốc 14 điểm. Mốc 1039 giảm 1,34%, tương đương với mức là 14,1 điểm. Hôm nay giá trị giao dịch cực thấp, có 6.547 tỷ thôi. Giá trị giao dịch quá là thấp. 98 mã xanh, trong đó có 8 mã tím, còn 311 mã giảm. Mà nhìn chung lại hôm nay thì các dòng hôm nay thì đều giảm là mạnh. Tuy không sàn thôi nhưng mà đều giảm mạnh, nhưng mà giảm với vốn bé. Thì không biết là giảm kiểu này, giảm với vốn bé kiểu này thì thị trường nó liệu có sẽ giảm tiếp hay không? Sau khi cái đợt bắt đáy cái cây ngày 23 tháng 2 về thì liệu thị trường nó có sẽ giảm tiếp hay không? Nó sẽ giảm cưa chân bàn hay là thị trường nó sẽ đi ngang ở đây? Đấy, hay thị trường nó sẽ đi ngang ở đây? Thật sự bây giờ thị trường nó giống cờ bạc, nó rất là giống như là bạc bịp vậy, rất là khó đoán. Thật sự là như vậy, đánh rất khó đoán. À, chỉ đánh cuối phiên thôi. Phiên hôm nay cũng thế, chỉ đánh cuối phiên. Cho nên là bây giờ thì thật sự mình cũng khuyên thật với mọi người rằng là những anh chị nào mà gọi là muốn tham gia trading thì chỉ lấy khoảng tầm 10, 15, 20% tài khoản để đánh. Mà giờ đánh rất là khó. Còn những người nào mà anh chị nào mà gọi là không, vẫn còn có công việc khác, hoặc là vẫn còn gọi là có cái mối bận tâm khác, thì nên là giữ tiền mặt để chờ đợi thôi. Chờ đợi thì chắc là anh nghĩ là cũng sẽ là đến khoảng tầm giữa năm 2023 này thì VN Index nó sẽ ổn định hơn, khi mà gọi là thị trường toàn cầu lãi suất của Fed nó ổn định hơn. Fed thì nó sẽ khoảng tầm hạn có hai đợt tăng lãi suất nữa, vào tháng 3 và tháng 5 sẽ có hai đợt tăng lãi suất nữa, do là thị trường của Mỹ nó rất là mạnh.
thị trường việc làm của Mỹ thì hiện tại nó đang là rất là mạnh, và nếu mà thị trường mạnh như vậy thì cái khả năng mà người dân chi tiêu nó sẽ nhiều hơn. Đấy, cho nên là khả năng Fed tăng lãi suất từ 0,25 lên đến 0,5% là đã bây giờ xác suất là đã 7 là chiếm 75% rồi. Các thành viên bầu trong khi mà tham khảo các thành viên trong hội đồng của Fed. Đấy, và chỉ có 25% là ý kiến là tăng 0,25% thôi. Và không phải là, và anh chị phải hiểu là không phải là khi Fed tăng cái lãi suất lên như thế nó sẽ giữ, nó sẽ giảm ngay, mà là Fed tăng lên nó và nó sẽ giữ cái lãi suất cao như vậy ở trong một khoảng thời gian cho đến khi lạm phát được giảm. Đấy, cho nên là mình cũng cần phải lưu ý. Đó là bối cảnh vĩ mô là như vậy. Thứ hai là cuộc chiến của Ukraine và Nga nó đang đi đến cái hồi cực kỳ gay cấn, khi mà Nga kỷ niệm 1 năm, hôm nay là 24 tháng 2, kỷ niệm đúng 1 năm là ngày Nga đưa quân vào Ukraine, cho nên thị trường hiện tại nó cũng rất là biến động. Và hôm nay thì sẽ có gọi là và hôm nay thì sẽ có gọi là cái báo cáo chuẩn bị có cái sơ bộ về chỉ số quản lý thu mua PMI của Việt Nam và của Mỹ, thì chúng ta chờ đợi xem cái VN cái Dow Jones. Hiện tại thì cái tình hình là Dow Jones và S&P 500 hay là Nasdaq thì cũng đi ngang để chờ cái chỉ số này. Đấy, hiện tại cũng đi ngang thôi. Đã về nền dưới rồi này. Đấy, tất cả các chỉ số đều đang đi ngang và chờ đợi cái báo cáo của PMI để xem về tình hình như nào, để xem tình hình sản xuất kinh doanh trong cái tháng 1 đầu năm, từ đầu năm đến giờ là như nào. Nó cũng cái báo cáo này nó rất là quan trọng, đánh giá được cái tình hình sản xuất kinh doanh trong nước của các cái doanh nghiệp. Đấy, cho nên cũng mình cũng chờ đợi. Còn đối với cái việc mà quay lại với thị trường VN Index, đối với cái việc mà VN Index nó đánh như thế này, khả năng tìm kiếm lợi nhuận là rất thấp. Bây giờ chúng ta sẽ đi thử vào trong các cái ngành xem. Chúng ta sẽ đi thử vào trong các ngành xem là nó có gì khả quan không. Như hôm nay thì ngày giao dịch thì hôm nay thật sự là mình thấy có mỗi đầu tư công, tức là gọi là con PLC, chắc mọi người cũng thấy có mỗi con PLC là nó đánh, gọi là do con này nó kỳ vọng lớn quá, cái số tiền giải ngân cho đầu tư công để làm nhựa đường, để làm đường cao tốc nó lớn, nên là hôm nay con PLC nó vẫn gọi là đóng xanh được. Và nhưng mà cây nến của nó thì thật sự là cây nến lưỡng lự, nghĩa là có lực bán ở trên xuống có và lực mua lên cũng có. Cây nến đóng đóng nến lưỡng lự như này thì mình cũng không nghĩ rằng là mà vôn được cao như này thì mình cũng nghĩ rằng là nó sẽ không, gọi là không bền được. Đấy. Ai có hàng ở dưới này, cái đoạn nhịp này thì ai có hàng thì ở 25 26 thì cầm thôi, chứ còn để mà xử lý thì gãy kênh thì bán thôi, chứ còn đây bây giờ nó có một cái kênh như này. Đấy, gãy kênh thì bán thôi và tăng cái mức chặn lãi lên có thể là về 31. Đấy, như này thì có thể là anh chị nào cầm thì có thể thì lưu ý thôi, chứ còn giờ tất cả các ngành khác, tất cả các cái dòng khác, có mã khác của đầu tư công cũng khó, mặc dù hôm nay là vôn thấp. Đấy, nhưng mà liệu là nó có giảm tiếp, nó cưa chân bàn hay không, hay là nó sẽ đi ngang. Đấy. Đối với con HHV vậy, HHV đây là khoảng đây, nếu mà anh chị nào muốn cầm thì nó thủng 12.8 là cái đỉnh trước này là phải bán. Nếu hôm trước thì rút chân thì hôm nay đâu lại vào đấy hết KSB này. Tất cả nó đều quay về
cái chỗ break này nó thủng không, mình chờ xem là thị trường nó có thủng không. Chứ tầm này viên ấy đánh kiểu này mà không có dòng tiền vào mua để đấy, dòng đầu tư công là cái dòng kỳ vọng lớn nhất trong cái quý 1 này, trong khi bối cảnh gọi là bối cảnh nền kinh tế đang khó khăn, xuất khẩu khó khăn, lãi suất lạm phát cao, mà dòng đầu tư công là dòng kỳ vọng được kỳ vọng nhiều nhất trong trong thị trường mà giờ nó còn yếu như vậy, thì các dòng khác khó, rất là khó để mà gọi là mong mong chờ được cái sự tốt đẹp hơn. Những cái con mạnh thì để Hùng Anh review hết một số các cái con mạnh để cho mọi người xem đây. Tất cả đang đều đang về cái con BCC này, nó còn gần mất cái mốc, còn gần mất cái cây break ngày 20 tháng 2 này. Vốn lớn HT1. HT1 thì vẫn đang loanh quanh ở đỉnh cũ. Nhưng mà để nói để lên được hay không thì Hùng Anh nghĩ là khó, tại vì là cái dòng tiền này khó. Hôm nay thì có một cái điều đặc biệt là dòng banh. Dòng banh hôm nay thì có NP banh là nó vẫn giữ được cả phiên, nó đánh là cả phiên nó xanh xanh với tham chiếu, nó rất ít khi nó đỏ, nó nhúng xuống, nhưng mà chỉ có cuối phiên ATC thì nó bị bán cho đỏ thôi, nó bán nó dồn lệnh xuống, nó bán để cho đỏ. Đấy. Chứ còn đâu là trong khi mà trong phiên lúc 9 à 10 rưỡi sáng hay là 2 à khoảng tầm 2 giờ thì là tất cả các con cổ phiếu khác, BID này, CTG, VP Bank, TCB, SHB, VIB đều giảm tầm 1,5 cho đến 2,8 gần 3%, nhưng mà riêng mỗi con DB Bank này chỉ giảm 0,7%, giảm xuống gọi là xuống khoảng tầm 14 14 và 13 95, tức là nó rất là khỏe. Và con này nó đang ở cái vùng nền này, cái vùng nền này của nó này. Đấy, và nó con này nó là thuộc là cổ phiếu kênh trên. À, nó là thuộc cổ phiếu kênh trên, nó giống như gọi là mấy con đầu tư công. Đấy, BID và trong ngân hàng thì nó cũng tương đồng với con BID, CTG. CTG hôm nay thậm chí là còn gãy luôn. Gãy luôn nền giống bit, nó là một. Thật ra nếu để mà nói thì thật ra bây giờ nhìn dòng ngân hàng thì chỉ có mỗi Vietcombank này, cái BIDV này, với cả cả LV Bank là mạnh nhất này. Thật sự là như vậy, tức là nó vẫn giữ được cái nền, vẫn giữ được cái nền gọi là nền tăng giá. Còn STB bây giờ cũng yếu rồi, STB nó giống ACB, nó lọc đi. Anh chị nhìn thấy không? Mẫu hình của ACB và STB nó giống hệt nhau, đi nó đi khá là lọc đấy, và nó cái mức độ biến động như này thì khả năng giảm hoặc là đi về nền cũ, về cái nền 23 này, như ACB về nền 23 này là khả năng cao sẽ đi về nền cũ. Thật sự trong cái thị trường này bây giờ đúng là không biết review cái gì, vì bây giờ thị trường quá khó đánh. Hôm nay thì có mấy con dòng bất động sản gọi là tin từ nhà ở xã hội, nhưng mà thật sự không ăn thua. SCR với cả EZC, HQC không ăn thua trong bối cảnh dòng tiền yếu như này, mua gọi là mua gần nền còn chưa chắc đã ăn được, đã ăn được còn chưa đừng nói là mua đuổi, rất là khó khăn. Các dòng khác như thế, hoa sen, để xem dòng thép này. Đấy, Hòa Phát đấy, Hòa Phát đang có dấu hiệu muốn quay trở về cái nền cũ, tức là nếu mà trong trường hợp VN Index ổn thì VN Index sẽ sideways đây. VN-Index nó sẽ sideways trong cái biên này, trong cái đoạn này. Đấy, sau mấy cây cái cây này nó sẽ sideways như này.
đi xuống này, lên đây này. À, nó sẽ sideways như này là VN Index ổn, thì những cái con cổ phiếu như là Hòa Phát, con cổ phiếu như Hòa Phát, Đầu Tư Công, Banh nó cũng sẽ đi sideways trong cái nền này. Đây, trong cái nền này. Đấy, trong nền này thì là đẹp nhất. Còn trong trường hợp mà gãy cổ phiếu, gãy ví dụ như cổ phiếu nó gãy gãy khỏi cái nền này thì khó khăn, như Hòa Phát thì có khi là sẽ về đến tận đây, về tận cái cây break này, về cái vùng đỉnh cũ này được thiết lập vào ngày 18. Đấy, rất là khó khăn. Thì ngoanh thì cũng ngoanh không nghĩ là trong cái bối cảnh hiện tại thì ngoanh cũng không nghĩ rằng là cái việc mà nắm giữ cổ phiếu nhiều là việc tốt, chứ đừng nói đến margin. Tầm này thì chỉ có là hạ cái tỷ trọng cổ phiếu của mình xuống ở cái mức mà nó để cho anh chị giảm thiểu cái rủi ro, nếu mà trong trường hợp VN Index nó có biến động mạnh và không thể xử lý kịp thì là tốt nhất. Còn việc mà nắm 10, 15, 20% tài khoản thì cũng ok, cũng không có vấn đề gì cả. Đối với những con cổ phiếu tốt có kỳ vọng thì cũng không có vấn đề gì cả. Chứ còn tầm này mà đánh đánh tỷ trọng lớn thì Hùng Anh nghĩ là không ổn đâu. Cho nên là mọi người cũng phải cân nhắc cái vấn đề về quản trị rủi ro, về về danh mục và cái quản trị về cái gọi là cái quản trị vốn, tỷ lệ tỷ trọng vốn của mình xem như nào. Thì mai thì Hùng Anh nghĩ đấy, như Hùng Anh chia sẻ, một là nó kéo xuống đây, một là nó kéo viên đấy, nó kéo kéo xuống rồi lại rút chân lên, rút chân lên đóng được ở trong cái vùng này. Đấy, đóng ở trong cái vùng sideways này, chứ Hùng Anh không mong chờ là ví dụ là loại giảm mai mà giảm tiếp một cái cây như này thì nó lại giống như cái nhịp ở đây này, nhịp giảm đây này, nó cứ lịm dần rồi nó chết thì khó. Thì lúc đấy trong VN Index bây giờ nó càng giảm thì lại sẽ có lực bán càng mạnh. Bây giờ vốn nhà đầu tư nước ngoài là không mua, hiện nay là nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng, bán ròng rất nhiều, bán ròng phải gọi là bán ròng 8 phiên hôm nay, mua vào tí đâu toàn bộ là bán ròng hết. Cho nên là cái vấn đề là hiện tại là gần như VN Index không có lực đỡ ngoại trừ khối ngoại. Đấy, thì tìm đâu ra lực đỡ nữa để mà tự tin nắm cổ phiếu mà chờ nó tăng. Thế nên thế nên là việc quản trị danh mục, quản trị rủi ro bây giờ là yếu tố ưu tiên đặt lên hàng đầu, ưu tiên gọi là đặt lên hàng đầu của anh chị thôi. Theo cái buổi review của ông anh về cái thị trường hôm nay thì cũng đến đây là hết. Thì hẹn gặp lại anh chị vào tuần sau, vào ngày 27 tháng 2 năm 2023. Xin chào và hẹn gặp lại.